Tôi là Trần phê Minh Phụng, à, có ông chồng là Trung Quý à, bộ, bộ Binh, Sư đoàn 5. Thì lúc mà Việt Cộng vô hồi 30 tháng 4 thì tụi tôi, ổng cũng phải bỏ súng bỏ về để chạy về nhà. Chạy về nhà sau một, một tháng thì bị tụi Việt Cộng nó kêu, ổng đi đi tập trung cải tạo. Thì ổng tập trung được 3 năm rưỡi thì ổng đi về nhà thì tụi tôi lo kiếm đường vượt biên. Trong khúc đó thì à trong 44 năm sau này tụi tôi ở bên đây thì là tụi tôi mong cho giới trẻ nó được à, thấy nhìn thấy những cái cảnh của cha ông rồi nó bắt trước rồi nó sẽ làm theo theo như cái ý nguyện của tụi tôi chống Việt cộng tới cùng. Hồi 30 tháng 4 năm 1975, gia đình tôi trở ở tại Rạch Giá, tuy là cái xứ không có quá nguy hiểm, quá khổ đau như những nơi khác, nhưng mà khi thấy tất cả mọi người đều bung súng trở về, cha tôi, các em trai của tôi, lúc đó thật là bàng hoàng không biết phải làm sao thì đã mấy chục năm xa xôi, nhưng mỗi lần nhắc tới vẫn còn thấy rất là đau lòng bây giờ giàu tôi sống ở tại nước mỹ một nơi rất là tự do nhưng hy vọng là các em trẻ các nhóm trẻ về sau sẽ nhớ tới quê hương đất tổ của mình cố gắng lên để làm một cái gì cho tốt đẹp cho quê hương mình